Chung là nhiều phương pháp nên một bệnh nhân xử lý nhiều cái lắm. Lương em nó cao không? Trừ á, trừ nó cũng ok rồi. Nhưng mà lại về cái giờ mấy giờ? Về 6 giờ. Sáng. Sáng là có tắm được 9 giờ. Tắm được. Nhưng mà mệt đúng không? Nó mệt đúng không? Đúng rồi, về mệt đó. Nên mình bán sức khỏe đó, nhưng mình bán sức khỏe. Mọi người chỉ bệnh thì chỉ biết là nó có cái tính chất là bị trực khí. Đúng rồi. Nên thì về là tối mùa sẽ xong. Thế còn mấy đứa mà nó làm với em á, mà nó nhát á, nó đau biết luôn hả? Nó đau hơn bệnh nhân á. Nhưng mà làm nó cũng căng đồ người mình cũng mỏi, mỏi gì lắm á. Đúng rồi. Nên để vệ sinh xong đẩy ra, thứ hai là nó cũng xong rồi, giúp giảm cơ đó chị. Rất nhiều mà giống như massage body gì đó, vô nó không bỏ rồi đó. Chồng em làm bên kia chứ, dạo này về có vẻ thấy sạch sẽ xinh đẹp, bên kia làm về giống như là người xinh đẹp ghê, mặt mắt bầm đen mày quá kìa, người như tôi tạ anh làm nó dùng sức. Một ngày thường làm mấy khách em? Một ngày ít nhất là 6 khách đó chị. Có hồn có được làm mười mấy khách. Một mình em hả? Không, không, một mình em. Mình em làm có ngày 4-6 người sao vậy? Hết đó. Hết sức rồi đó. Mà làm nó chán. Kiểu như cái xúc này cứ búp 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 này kia, không có cái gì. Em là đẹp. Hồi xưa là cái chị đầu tiên học á, là chị vừa trị liệu vừa phải đọc cái hệ bạch huyết đó chị. Phải đọc xong rồi có nâng cơ chạy hóa độ 6 năm bằng cái cách con đẩy hệ bạch huyết đó kìa. Cái đó thì giảm xương cũng được xương xương thôi chứ làm chi được nhiều lắm. Em biết chị là từ hồi khi em chưa đi học nghề đó, là em biết chị cách đây mấy năm rồi chứ. Nhưng mà nó tự nhiên nó không nghĩ ra hả, nó đưa điện vòng đó. Điện vòng đó đến hồi, đến hồi học xong hết rồi, đến hồi làm thấy rồi bắt đầu là mới thấy là cái sức mình không thể làm nổi. Còn biết trước thì thôi nói chi em đi. Đúng rồi. Cái gì đó mà vậy mà. Cái tham chữa bệnh mọi người thì á, tâm cũng đi đam mê đấy chứ. Lấy ngồi vô cái sức mình không thể phù hợp nổi. Mở lòng suy nghĩ lại. Mà em không, lúc mà em lựa chọn là em không nhớ là chị nha. Nhưng em xác định là em đi tìm một chỗ nào để mặc á. Tại vì khi bên đó em làm á, ví dụ em làm toàn thân với lại có những người bị đau đầu thì đó thì trên đầu với mặt nè. Mấy cái nớ em làm là em thấy vừa mặt mình á, chứ còn làm ở dưới là em làm không nổi. Bắt đầu em mới thấy là mình là chủ yếu là làm từ cỡ mặt ở đầu đến đây, rất có lực mình á, đi mình dài được đó. Cái suy nghĩ lại xong tìm em tra trên mạng có cái spa mặt đồ Đà Nẵng quá trời kìa,
đâu có ra cái sao đâu chị, không nhớ chị luôn. Chết rồi, cũng xin cũng buồn hai ngày á. Chết khi rồi không biết bây giờ không tìm được môn mình học mình làm lấy kìa. Cái tự nhiên tối nằm ngủ mơ mới nghe chứ. Nói ghê mi. Em kể ăn giật mình. Là như nằm ngủ mơ chị cũng nghe chứ. Mơ chạy luôn. Mơ luôn. Em nói lại không nhớ ra chị, em quên chị mất luôn á. Mơ ra em kể nghe nè. Tự nhiên em mơ lại cái cảnh hồi xưa em đi cắt mặt. À, cắt cái thì trên mặt á. Đó mà hồi xưa em cắt rồi mà em bén mấy năm trời, cái em toàn đi hết mụn hết kem, em qua mua kem thôi, em đâu có đi cắt nữa. Mà em không nhớ luôn. Đến lúc mà em đi tìm là em tra tùm lum cái xà ba trên Đà Nẵng trơn á. Mà không ra chị. Nó không có hiện ra xà ba của chị mà em không nhớ ra chị luôn. Quên bén thế kìa. Nói chung quay hẳn luôn đó. Quay hẳn luôn á. Kể từ khi ngủ mơ mới ghê chứ. Mơ bắt đầu là đó. Xong mơ xong cái Em cha tự nhiên trường hợp của chị đang tuyển học viên vậy á. Nhắn tin họ luôn đó, khoa luôn đó. Kể cho mấy đứa bạn thì còn là những đường này. Đó, tao nói đâu hôm tao nằm mơ tao lấy máy bay đó. Ông bà giận gì đâu, mình chưa biết. Không biết rồi. Sao có lấy máy bay được không nè. À, nằm mơ lấy máy bay vô thời tiết khó nữa chứ. Thời tiết kìa. À. À, đâu có liên quan gì nữa đâu. Khó luôn. Làm cái công. À, ừ. Ây da. Con hậu ngọn cứu ta. Mũi nào đó mà. Nhìn nhát nặng luôn. Đau rồi. Dạ. Thấy gầm gầm là thấy đau rồi đó.